Cortenio, chiếc xe gia đình được rất là nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Ngày hôm nay, Pika Limousine đã nâng cấp nó bằng cách là độ ngoại thất, nội thất theo phong cách limousine. Hãy cùng Pika Limousine mình khám phá xem bản độ này có gì ấn tượng nhé. Thường thì các gói độ limousine sẽ tập trung chủ yếu vào nội thất bên trong. Tuy nhiên là với chiếc Fortunio này, Pika Limousine thiết kế theo nhu cầu riêng của khách hàng. Vì vậy chúng tôi đã lên một cái option rất là ấn tượng, đó chính là bộ body kit. Cái phần body kit này ha, được thiết kế riêng hoàn toàn tại Pika Limousine. Mình ốp trực tiếp lên cái phần cản zin của Fortunio. Khách hàng có thể nhìn thấy tổng quan ha, rất là cá tính và mạnh mẽ. Có nhiều người đánh giá là cái bộ ốp body kit này sẽ gây thêm cái phần cồng kềnh hơn cho chiếc xe. Tuy nhiên là khi khách hàng mình nhìn tổng quan ha, cái độ mạnh mẽ và ấn tượng của nó đã lấn át đi cái phần thô ra bên ngoài này. Và nhìn chung nó không chiếm quá nhiều diện tích, cũng không quá cồng kềnh. Nếu như mà mình nhìn ở phía trước vào á, thì nó tạo thêm cái hút sâu cho cái phần đèn của mình, rất là ấn tượng mạnh mẽ. Và chắc chắn là khi mình đi ra đường, chiếc xe này sẽ vô cùng nổi bật bởi cái phần đầu đã được limousine mình gắn thêm body kit ha. Để nâng cấp tiện nghi hơn cho xe thì không thể nào thiếu được hạng mục, đó chính là cửa lùi điện. Pika Limousine đã thay cái bộ cơ của nó bằng bộ motor điện đi bên trong cửa, rất là thẩm mỹ. Và mình sẽ mở cửa lùa này bằng 4 cách. Thứ nhất là phần tay nắm cửa như thế này. Đó, khách hàng mình chỉ cần ha bật cái tay nắm cửa là cửa nó đã sẽ đóng lại cho mình. Mình thao tác một lần nữa để cho mình xem dễ hơn ha. Rất là nhẹ nhàng và dễ dàng, ai cũng có thể sử dụng được. Thao tác rất là dễ dàng. Cái chức năng mở cửa ngoài này á, thì sẽ giúp cho cái người hành khách của mình chủ động hơn. Mình mở cửa mọi lúc mọi nơi ha, thuận tiện. Vị trí thứ hai mà mở cửa lùa này đó chính là cái công tắc ở phía cái vách này. Phía cái vách này thì giúp cho người ngồi ở bên trong xe sẽ chủ động mở cửa xe thuận tiện hơn. Đó. Vị trí thứ ba có thể mở cửa lùa điện đó chính là ở phía khu vực người lái. Người lái chỉ cần bấm giữ 3 giây nút bấm. Cửa lập tức mở ra như thế này cho mình. Việc mà đóng cửa từ phía khoang tài sẽ giúp người tài xế chủ động hơn ha. Đó, nút bấm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Và vị trí thứ tư mà dùng để mở cửa lùa đó chính là cái bộ công tắc như thế này đây, một cái remote như thế này đây. Khách hàng mình cũng nhấn và giữ thôi 3 giây. Đó, cửa lùa mở ra cho mình lập tức. Như thế này thì mình chủ động mở cửa từ xa cho khách luôn. Nếu đang tìm một mẫu độ limousine dành cho Fortunio thì thiết kế sau đây từ Pika Limousine chắc chắn sẽ là một gợi ý rất là tuyệt vời dành cho gia đình của bạn. Và chiếc xe này thì thật ra là một chiếc xe gia đình, vì vậy Pika Limousine cũng tập trung thay đổi ở phía bên trong nội thất là chính để cho chủ nhân chiếc xe có thể thư giãn, nghỉ ngơi và có một cái chuyến hành trình cùng gia đình thoải mái hơn. Thì ở cái khoang lái đã được đổi mới ha, bằng cách ở phía trước mặt mình đi, mình nói từng phần cho khách hàng mình dễ xem hơn. Thì phần vô lăng này cũng được nè, ốp gỗ để cho nó đồng điệu hơn với xe, bọc da nè ha. Ở phía cái phần táp lô thì mình cũng đi những cái ốp vân xước ở phía trên này. Mình ốp vân gỗ để cho nó đẹp mắt hơn, nó đồng bộ hơn với cái phía sau khoang nội thất. Và anh khách này cũng lên một cái màn hình Cova T1. Màn hình này thì giá rẻ nhưng mà lại mang đến rất là nhiều ưu điểm cho cái người lái, cũng như là hỗ trợ cái chức năng giải trí khi mà mình di chuyển ha. Mình đang ngồi trên một cái chiếc ghế
đã được đổi form lại, mình đổ mút hơn, mình đổ mút lại để cho nó êm ái hơn và nó có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Kiểu dáng thì lại sang trọng nữa. Thì mình may cái da này là đồng bộ, là da rất là cao cấp, vì vậy mình cái thời gian sử dụng lâu dài nó lại đem đến cái sự mát mẻ, cái sự mềm mại cho cái người ngồi ha. Mình tin chắc là khi mà mình ngồi trên một cái chiếc ghế êm ái như thế này thì bắt tài sẽ rất là tập trung để lái xe. Kế bên bên đây chính là một cái chiếc tủ lạnh 18 lít luôn. Chiếc tủ lạnh này thì thông thường mình sẽ thông thường thì ở trên thị trường nó có những cái tủ lạnh mà gọi là cắm USB thôi. Tuy nhiên là nó lại không có lạnh, với lại nó cũng không có nhiều chức năng. Còn cái này mình làm nguyên luôn, mình bọc da lại cho nó đẹp ha. Đó, mình sử dụng điện chung của cái xe luôn. Và cái chức năng lạnh của nó rất là ok. Mình có những cái công tắc nút bấm ở đây để mình chỉnh lạnh nè. Đó, rất là lạnh. Mình cầm một cái lon nước ở đây rất là lạnh. Và tủ lạnh này ha, có kích thước rất là rộng rãi, thoải mái cho gia đình mình chứa thức ăn nè, mình trái cây nè, đồ ăn nước uống. Thì mình đi cái chuyến đường xa rất là vô tư luôn, mà nó lại bảo quản được tốt và thẩm mỹ nữa. Và khoang phía sau cách biệt với khoang lái bằng một cái vách ngăn thấp như thế này thôi. Chi tiết vách ngăn có thể nói là một cái điểm rất là thường thấy trong các dòng xe limousine, nhưng mà tùy theo nhu cầu của khách hàng mình có thể lên vách ngăn full hoặc là vách ngăn thấp như thế này. Vách ngăn thấp thì phù hợp với gia đình của mình hơn, mình có không gian để trò chuyện với người bên trên ha. Thì vách ngăn cũng được Pika limousine mình thiết kế, mình ốp vân gỗ nè, đồng bộ với các chi tiết như là ở cái phần cửa, phần trần, nó rất là đẹp mắt và thẩm mỹ luôn. Và cái phối màu giữa cái màu ốp gỗ này và cái màu da của nội thất cũng rất là tương xứng với nhau ha. Học giỏ thì mình điều chỉnh ở đây. Vâng, ở đây rất là nhiều khách hàng mình lo sợ là mình không có gác chân được. Tuy nhiên là vách ngăn này cũng làm một cái khoảng không ở trong để cho mình có thể gác chân một cách rất là thoải mái. Cái ốp vân nhựa ở đây cũng rất là tinh tế luôn, để cho đảm bảo vệ sinh hơn khi mà mình gác chân đây nè. Từng cái chi tiết nhỏ nhưng lại mang đến cái hiệu quả sử dụng rất là cao cho các hành khách ngồi phía này ha. Vách ngăn này còn có ưu điểm là mình có thể để những cái vật dụng nhỏ ở đây, rất là tiện lợi phải không ạ? Và ở phía bên đây mình cũng bọc da hết luôn. Hầu như cái nội thất này khách hàng mình sẽ thấy là bọc da đồng bộ hết, để nó thứ nhất là nó sang trọng hơn, và thứ hai nữa là nó dễ dàng vệ sinh hơn ha. Mình cũng đi những cái đường viền ở đây rất là đẹp mắt luôn. Mặc dù cái vách ngăn ở phía trong mình cũng phối đèn ha, có cái hộc đựng ly ở đây. Nói chung là rất là đầy đủ tiện nghi. Mình tận dụng hết mọi không gian để biến cho cái xe của khách hàng này tiện nghi hơn và có nhiều công năng sử dụng hơn. Ở phía sau thì mình cũng có thể thấy được ha. Ghế tài phụ cũng đã được ốp cái lưng ở phía sau để cho nó thẩm mỹ hơn. Có thể nói một cái chiếc xe gia đình nhưng mà nó lại đạt cái hiệu quả về thẩm mỹ cao nữa. Để đáp ứng cho nhu cầu giải trí thì anh chủ xe này anh cũng lên một cái màn hình ốp trần luôn. Màn hình ốp trần rất là to, rõ, có thể ngồi người ngồi phía sau có thể xem tất cả các chương trình giải trí thư giãn ha. Và những cái chuyến đi xa mình sẽ không bị nhàm chán, mà có thể xem tất cả các chương trình giải trí ngay cái trên màn hình này ha. Khi mà mình không xài nữa thì mình chỉ cần úp gọn nó lên thôi. Đó, rất là tiện nghi và nó tự khóa cái chốt cho mình luôn, cũng khá là an toàn. Trong trần xe Fortunio này thì có cái khoảng diện tích rất là lớn, vì vậy mình tận dụng để mình trang trí trên đài một cái hệ thống đèn vô cùng lấp lánh luôn và rất là nghệ thuật nữa. Mình cũng đi ốp những cái vân gỗ như thế này, rất là hài hòa. Trần này thì đã được Pika Limousine bọc da lộn lại, cũng cái màu sắc tương đồng với cái phần ghế chính cũng như là nội thất ở trong xe. Mình ốp những cái chi tiết này, ngay cả cái đinh ở đây mình cũng ốp gỗ, nhìn nó rất là thẩm mỹ và sang trọng. Đèn thì nó có hai cái chi tiết luôn. Thứ nhất là Pika Limousine mình đi ôm trọn cái đèn viền ở phía bên ngoài này ha. Đèn viền màu trắng bên phía bên ngoài này, và mình đi một cái chi tiết chính ở trong là đèn đây gọi là đèn giọt nước hoặc là đèn kim cương. Mình tạo hình cái hình thành cái hình kim cương á để cho nó lạ mắt hơn và nó thẩm mỹ hơn. Và đặc biệt hơn là cái đèn này mình có thể tùy chỉnh, mình điều khiển bằng cái remote như thế này đây đó. Khi mà khách hàng mình không muốn đèn chớp quá nhiều, mình trong cái mình ngủ á, mình cần một cái khoảng tối để mình ngủ thì mình có thể tắt đèn như thế này đây đó. Và mình tắt hết những cái chế độ đèn, mình có hai cái remote để điều chỉnh khác nhau ha, phù hợp hơn cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Ví dụ mình tắt thử nha, đó mình tắt thử và mình mở lên cho khách hàng mình xem. Đó là mình đã có một cái khoảng rất là tối để mình có thể ngủ vào ban đêm hay là mình đi di chuyển xa đó. Còn khi mà mình muốn cái không gian ở trong xe mình nó nghệ thuật hơn, nó lung linh hơn, hoặc là mình cần để mình đọc sách thì mình có thể mở những cái chi tiết đèn nhỏ nhỏ như thế này đây. Đây cái không gian đủ sáng để mình có thể đọc sách ha. Mình có thể thêm một cái chi tiết nữa là đèn. Đó, đèn nó chạy led như thế này rất là đẹp luôn.
mình bấm lại nha. Đó, mình mở cái đèn à, giật nút trắng này. Và cái cụm đèn chính này á, thì mình sẽ điều chỉnh bằng cái remote này. Có rất là nhiều chế độ màu sắc ở trên này, giúp cho khách hàng mình có thể tùy chỉnh ha. Còn gì hơn nữa, khi là mình cùng gia đình của mình có thể thư giãn, chớp theo điệu nhạc nữa. Mình vừa relax cùng mà bạn bè thư giãn cùng gia đình ha. Mình nghe nhạc và có cái ánh đèn lung linh như thế này rất là tuyệt vời. Cái không gian này cũng giống như là mình được đi thư giãn ở resort cao cấp vậy. Nãy giờ cũng đã tham quan phía trước và phía sau khoang xe thì khách hàng mình có thể nhận thấy là Pika Limousine cũng rất là tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Có nghĩa là mình đã ốp da toàn bộ cái phần cửa này, phần cánh cửa trên ha, phần vách cốp ở phía sau, và mình đi hết những cái phần nhựa là mình ốp toàn bộ bằng cái vân gỗ như thế này đây, rất là đẹp mắt và xịn sò luôn. Đây mình ốp lại để tạo điểm nhấn, nếu mà một cái cánh cửa trơn á thì nó không có gì là nổi bật rồi. Khi mình ốp như vậy á, nó vừa tạo một cái không gian rất là lịch sự, rất là sang trọng, giống như là mình có thể tận dụng đây làm một cái văn phòng, một cái phòng khách để mình tiếp khách, nó cũng rất là ấn tượng, rất là tuyệt vời nữa. Khi mà đối tác mình bước vào ha, mình bắt gặp một cái nơi để trò chuyện ấm cúng như thế này thì chắc chắn là hiệu quả công việc của mình cũng sẽ rất là tăng cao. Mình rất là thích thiết kế không gian tại Pika Limousine bởi vì chúng tôi có thể thiết kế rất là đa dạng những cái phong cách khác nhau để giúp cho khách hàng phù hợp với cuộc sống của khách hàng mình hơn. Và điểm chính mà mình muốn giới thiệu đến khách hàng ngày hôm nay đó chính là hai chiếc ghế Limousine. Khi mà mình lên hai chiếc ghế này thì thấy cái không gian của mình nó đẳng cấp hơn rất nhiều. Ghế thì đặc trưng rồi ha. Đặc trưng của ghế Limousine là rộng rãi nè, thoải mái nè. Có cái phần gác tay bề thế nè, gác tay mình cũng ốp gỗ luôn. Một cái chi tiết rất là đặc biệt là mình cũng phối màu giữa cái màu kem của da và màu đen nữa, tạo điểm nhấn cho cái ghế này ha. Gác tay rất là thoải mái, ghế ngồi thì cũng rất là êm ái, bọc da cao cấp luôn. Làm mới lại cái gối đầu có thể tùy chỉnh lên xuống dễ dàng tùy theo kích thước của người ngồi. Mai phối từng cái chi tiết rất là đẹp mắt, giống như là dập lỗ nè. Đó, mai quả trám nè, mình viền những cái sợi màu đen này phối hợp với cái đường viền mình chạy dài phía cái chân của gác tay như thế này, rất là thẩm mỹ và rất là lạ mắt. Và ghế này thì tất nhiên mình cũng sẽ điều chỉnh bằng cái bộ công tắc bên hông ghế, chỉnh điện, có thể là chỉnh những cái chức năng nè, tới lui nè. Mình đang chỉnh ghế tiến lên cho khách hàng mình xem ha. Đó, hoặc là mình lui. Mình có chức năng gì nữa, đó chính là nâng chân. Chân của mình có thể tùy chỉnh nâng lên. Và với chiếc ghế rộng rãi như thế này thì nó có thể nâng đỡ cơ thể mình rất là tốt luôn. Khách hàng mình có thể nghỉ ngơi một cách rất là thoải mái đây. Mình nằm mình thư giãn rất là thoải mái, chế độ ngã sâu nữa, có thể ngã sâu hơn tại mình ngã chế độ này cho mình xem thôi. Và mình còn những chức năng như là massage nè, làm mát nè, cổng sạc USB nè, một chiếc ghế rất là tiện lợi cho mình luôn. Mình cũng đã hô biến để cho chiếc ghế kế bên mình xoay trở lại rồi. Nói vui vẻ thôi chứ thật ra là ghế Limousine cho Fortunio này đã được Pika Limousine nè, mình đổ thêm cái mâm xoay nữa. Và cái mâm xoay này giúp cho ghế mình có thể xoay rất là dễ dàng vào phía sau. Tuy nhiên có một điều là mình cũng rất là kỹ khi mà nếu mà chiếc ghế mình để chế độ ngã như thế này đi ha. Mình để chế độ ngã này thì mình bật xoay nó không có xoay. Nó không hề xoay mà nó phải đúng vị trí của nó. Có nghĩa là mình phải ngã lưng ghế lên nè. Đó, mình ngã lưng ghế lên và mình hạ cái thấp cái phần chân xuống. Hạ thấp cái phần gác chân xuống. Như vậy cũng đảm bảo cho cái phần ghế của mình xoay nó không đụng những cái thành vách như thế này làm ảnh hưởng tới cái thành hoặc là cái ghế này ha. Đó, và mình bắt đầu mình bấm cái chức năng xoay. Khi hồi nãy thì mình bấm nó không xoay. Chức năng này cũng rất là tốt. Đó, và ghế xoay cũng rất là êm ái, cũng giống như là chức năng chỉnh điện của nó ha. Rất là êm ái mượt mà, không có gây ra những cái tiếng động lớn hoặc là trục trặc gì cả. Vâng, và hết cái hành trình của nó, mình có thể ngã ghế ra ha. Đó, hết cái hành trình, tới đây thì mình có thể ngã ghế ra thoải mái rồi. Kết hợp với cuối cùng thì khách hàng có thể gác chân lên tạo thành một cái chiếc giường cũng khá là thoải mái. Hoặc là cái ghế xoay này có thể giúp cho mọi thành viên trong gia đình có thể trò chuyện cùng nhau ha. Mình vui chơi, mình đi cùng gia đình hoặc là mình đi mình đối tác cũng rất là ok, rất là thoải mái luôn. Đây, đó, và mình kết hợp với băng 3 để tạo thành một cái mặt phẳng rất là êm ái, thành một cái chiếc giường hiện đại luôn.
có thể nói cái không gian này vô cùng thoải mái để cho mình có thể nằm nghỉ ngơi nè ha. Mình có thể ngồi ở băng sau để gác chân ra đây cũng được. Nếu mà gia đình mình đi hai người thôi thì mình có thể nằm thư giãn như thế này đây. Đó. Chuyến đi xa như thế nào mình chắc chắn là cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi, bởi vì mình có một cái chiếc giường như thế này để nằm nghỉ ngơi rất là thoải mái. Còn có các chế độ massage làm mát và còn có cổng sạc USB, cổng sạc điện thoại nữa, rất là tuyệt vời và tiện nghi. Và băng cuối của Fortunio cũng đã được Pika Limousine làm mới lại ha. Mình tạo một cái form rất là liền lạc. Mình thêm một cái gác tay ở chính giữa như thế này đây. Gác tay này thì là loại gác tay nhập khẩu, mình đính kèm nữa ha. Khách hàng mình không muốn dùng thì mình có thể dỡ lên thôi. Một đặc điểm là gác tay đây. Mình có rất là nhiều những cái hộc đựng đồ như thế này, tiện lợi cho người sử dụng vô cùng luôn. Nó thông thường thì gác tay nó cái phần ghế phía sau thì nó sẽ xui mình rất là khó chịu mệt mỏi. Và khi có gác tay đây, mình có thể ngồi nói chuyện với người bên cạnh ha, rất là thuận tiện nữa. Đặc biệt ở đây là mình còn một cái hộc ly nữa để mình đựng ly nè, mình đựng một cái ly nước ở đây, trò chuyện cùng cái người ngồi đối diện ha, trò chuyện cùng người ngồi bên cạnh rất là thuận tiện. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà mang đến cái công năng sử dụng rất là cao cho khách hàng của mình luôn. Phom ghế như khách hàng mình thấy ha, phom ghế rất là liền lạc, mai phối đồng bộ với cái phần ghế limousine luôn. Và mình cũng có cái bộ công tắc chỉnh điện như thế này đây. Mình có thể chỉnh điện nè, ghế ngã ra phía sau nè ha. Đó, giúp cho mình có thể nghỉ ngơi thoải mái. Mình di chuyển ghế lên xuống, thuận tiện vô cùng luôn. Ở phía khoang sau thì có một cái điểm nổi bật mà khách hàng mình thấy rất là khác lạ, đó chính là cái vách này. Vách ở băng sau cũng đã được Pika Limousine mình đổ composite lại và mình tạo thành một cái khối như thế này đây, bọc da ha, ốp gỗ tạo điểm nhấn cho nó, phối màu da màu đen nữa rất là đẹp mắt. Cái phần này thì giúp cho người ngồi mình có thể gác tay đây ha, thuận tiện mình có thể để một cái những cái vật dụng linh tinh ở đây của mình ha, có cái hộc đựng đồ nè, rất là nhiều những cái hộc đựng đồ bởi vì mình tận dụng cái không gian của nó. Nếu mà mình làm không có làm thì nó lại phí đi. Tận dụng không gian mình để những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này để khách hàng mình có thể đựng những cái vật dụng linh tinh, điện thoại hay là ví tiền gì cũng rất là phù hợp luôn. Với thiết kế không gian nội thất như thế này cho Fortunio thì Pika Limousine cũng tạo nên một không gian rất là đa dạng cho khách hàng mình sử dụng. Mình có thể gặp gỡ với đối tác, bạn bè ha, mình trò chuyện rất là thoải mái, vô tư như thế này thôi. Không gian cũng rất là sang trọng và đẳng cấp hơn nữa. Rất là tuyệt vời. Hoặc là khách hàng mình có thể thư giãn một mình bằng cách ha, mình nghỉ ngơi một cách rất là thoải mái bằng cách gác chân như thế này đây. Đó, mình có thể trải nghiệm và nghỉ ngơi ở phía trên là một cái bầu trời sao rực rỡ luôn. Và mình có một cái màn hình để mình giải trí thư giãn. Ghế ngồi thì vô cùng êm ái và thoải mái. Mình có cái chỗ để nâng cái gác tay của mình như thế này đây. Mình còn tận dụng để những cái hộc ly để ly nước cho mình thư giãn nữa. Chuyến đi sẽ rất là thú vị và mang đến một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất là cao cấp cho người sử dụng. Nhìn ở phía sau thì khách hàng có thể thấy ha, không gian nội thất của Fortunio rất là đẳng cấp, rất là khác biệt, giống như là một cái khách sạn vậy đó. Và ở băng 3 của Fortunio thì ở phía sau mình cũng có một cái bộ công tắc nữa để làm chi ạ? Nếu mà khách hàng mình ra phía sau hết, mình cần chuyên chở đồ đạc đây, mình cần di chuyển ghế thì bộ công tắc ở đây sẽ rất là thuận tiện cho các người đứng ở phía sau ha. Mình có thể tùy chỉnh đây, ngã lưng nè. Đôi khi khách hàng mình đứng ở phía sau và mình muốn để đồ đạc lên á thì mình có thể tùy chỉnh như thế này đây. Đó, rất là thuận tiện, không có phải mất thời gian là đi lên đi xuống nữa. Đó, mình chỉnh lê ghế lên xuống đây nè. Bộ công tắc này thật ra là cũng rất là thẩm mỹ và nhỏ gọn, mang đến cái sự thuận tiện hơn cho khách hàng ha. Một chiếc xe có thể nói là rất là thông minh và tối ưu công năng sử dụng cho người sử dụng của mình. Một cái điểm nữa mà mình muốn giới thiệu đến khách hàng đó chính là mặt sàn của Fortunio này đã được thay mới hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ thật. Màu sắc thì cái màu sẫm hơn so với cái nội thất để tạo cái sự sạch sẽ cũng như là tạo cái điểm nhấn hơn cho xe. Và cái mặt sàn này gỗ rất là cứng chắc luôn. Có thể nói sàn gỗ là một cái chi tiết rất là được ưa chuộng cho cái nội thất limousine hoặc là những cái dòng xe mà gia đình bình thường bây giờ thôi, thì khách hàng cũng rất là chuộng sàn gỗ bởi vì rất là dễ dàng vệ sinh nè, sử dụng lâu dài mà nó lại mang đến cái sự sang trọng hơn cho xế yêu của mình nữa.
Trên đây chính là thiết kế limousine cho Ford Tunio được thực hiện tại Vika Limousine, một không gian nội thất rất là sang trọng và đẳng cấp, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Nếu mà mình quan tâm đến vấn đề độ nội thất ở bên trong hoặc là ngoại thất của xe thì có thể liên hệ với Vika Limousine qua số hotline miễn phí 1800 9254. Chúng tôi còn có hệ thống website để khách hàng lên đó mình tham khảo trước mẫu mã là bicao2.org, bicao2.vn ha. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả với khách hàng trong những phiên bản độ nội thất tiếp theo của Vika Limousine. We'll be right back.